Angelababy rời xa Huỳnh Hiểu Minh là bão tố. Sự nghiệp xuống dốc thấy thương, bị đàn em lấn át chẳng nể nang mặt mũi. Angelababy có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho bạn thấy khi một ngôi sao không đủ tài năng mà mất đi chống lưng tại showbiz sẽ suy sụp, thất thế đến nhường nào. Nhìn Angelababy thời còn là cô công chúa được cưng chiều hết bực của Huỳnh Hiểu Minh và nàng Tiểu Hoa ở hiện tại quả thật là một trời một vực, cách biệt quá lớn. Giới giải trí là một môi trường rất thực dụng, ai nổi tiếng, mang lại được giá trị thì người đó sẽ trở thành tâm điểm, được mọi người vây quanh. Như Angelababy trước đây, thời còn là vợ, là người mà Huỳnh Hiểu Minh yêu thương nhất. Dù rằng cô nàng tài năng có hạn nhưng được đối xử như một bà hoàng tại showbiz mà chẳng cần phải nỗ lực gì nhiều. Thời điểm đó, Angelababy muốn thứ gì, Huỳnh Hiểu Minh cũng đều sẵn sàng đáp ứng. Từ mảng phim điện ảnh được góp mặt trong những dự án lớn với bạn diễn là ngôi sao đình đám như ảnh đế, thiên vương Lưu Đức Hoa, cho đến phim truyền hình với vốn đầu tư cùng các cát-xê cao ngất ngưởng. Trên mọi phương diện thì hầu như những thứ tốt đẹp nhất trong showbiz đều thuộc về tay Angelababy, chỉ cần vợ thích thì giáo chủ sẽ chiều. Năm 2017, Angelababy đứng đầu bảng giá trị thương mại của nghệ sĩ đại lục với kỷ lục đáng tự hào là 42 hợp đồng quảng cáo có được trong một năm. Độ phủ sóng của cô nàng lớn đến mức khi bạn dạo phố ở bất kỳ đâu tại đất nước thì dân cũng đều thấy hình ảnh của ngôi sao Văn Trung Ca. Chính vì thế, mọi người đều hiểu rõ Angelababy được người trong giới nâng đỡ, coi trọng là do đâu. Nói không hoa khi cô nàng có được chỗ đứng vững chắc như thế là nhờ hết vào Huỳnh Hiểu Minh mà ra, cộng thêm chất nhan sắc hợp nhãn người nhìn. Dù may mắn hơn người là thế, nhưng Angelababy không hề biết trân trọng những gì mà mình từng có. Cô nàng đón nhận nó với thái độ hời hợt, cho rằng điều đó là hiển nhiên. Lúc Angelababy còn là vợ của Huỳnh Hiểu Minh, khán giả chưa bao giờ thấy nàng Tiểu Hoa thật sự nỗ lực, cố gắng để xứng đáng với nguồn tài nguyên xịn sò mà bản thân cô được nhận cả. Diễn xuất tệ hại, đã thế sự kính nghiệp cũng chẳng có. Chuyên gia lạm dụng thế thân, đóng phim quay cảnh khóc dùng thuốc nhỏ mắt khiến Lưu Đức Hoa nhìn mà ngẩn người. Năng lực, thái độ làm việc y ẹ là thế. Bù lại Angelababy rất tự tin, cho rằng việc mình nhận được cát-xê cao ngất ngưởng là hoàn toàn xứng đáng. Và rồi khi rời xa Huỳnh Hiểu Minh là lúc Angelababy đón nhận sự thật phũ phàng, tài nguyên tụt dốc không phanh, trả về mức tương xứng với năng lực thật sự của cô nàng. Nay Angelababy chỉ nhận được những phim truyền hình tầm trung, bạn diễn cũng đều là những sao nam trẻ tuổi, danh tiếng chưa cao, thảm đến mức cô chẳng thể áp phiên được những ngôi sao có địa vị thấp hơn mình, như bị Nhậm Gia Luân vượt mặt trong bộ sắc Tâm Ước, bình phiên với Tống Uy Long trong Tương Tư Lệnh. Về mảng thời trang, xưa kia là con số 42 hợp đồng quảng cáo trong một năm, giờ đây chỉ còn được 3 đến 4 cái. Thương hiệu lớn từng xem cô là con cưng cũng quay xe mà rời đi. Từ một ngôi sao có tài nguyên xịn sò nhất nhì dàn Tiểu Hoa 85, nay lại tụt dốc đến mức xếp chót. Thế mới thấy sức ảnh hưởng của Huỳnh Hiểu Minh có tác động lớn đến sự nghiệp của vợ cũ như thế nào. Trước mắt, Angelababy đang đối mặt với thách thức, khó khăn không nhỏ trong chặng đường sắp tới. Nếu cô ấy có thể chứng minh được năng lực của mình sẽ khiến dư luận phải thay đổi nhận định, có cái nhìn khác về nữ minh tinh, còn không thì có lẽ quan điểm. Nếu không có Huỳnh Hiểu Minh nâng đỡ, Angelababy chẳng là gì trong showbiz cũng chẳng sai chút nào.